Về phía ban đại diện phụ huynh học sinh, tôi xin được trân trọng giới thiệu có ông Phan Văn Nhật, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Xin được trân trọng giới thiệu có bà Huỳnh Anh Thư, phó ban đại diện cha mẹ học sinh. Xin được trân trọng giới thiệu có bà Nguyễn Thị Mỹ Xuân, phó ban đại diện cha mẹ học sinh. Xin được trân trọng giới thiệu các bà Trần Thị Thanh Loan, phó ban đại diện cha mẹ học sinh. Về phía lãnh đạo nhà trường, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Ngọc Thảo, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Lý Triển Cộng, phó hiệu trưởng nhà trường. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Phạm Trung Hiếu, phó hiệu trưởng nhà trường. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Hoàng Thị Phỏng Hương, chủ tịch công đoàn nhà trường. Sau đây xin mời các quý vị ban ngành đoàn thể chúng ta lên tặng hoa để chúc mừng lễ tổng kết.